جاری درآمد فروش نفت یا همون فروش نفت هست و همینطور استقلال، چند درصدش رو دادیم به عمرانی؟ حالا من در واقع خدمتتون توضیح خواهم داد که اصلا چرا این بحث بودجه عمرانی مهم، این خیلی خدمتتون توضیح بدم بهتر. Còn nhà bán hay uống bia được cái đồ sắt có bữa ăn hư cả cái máy điều hòa nên là cái chua nhà người bán các cái thứ bán này còn có tiền cái máy điều trăm hôm nay bán hàng cả cái nước mà được cái cuộn dây đó dây đỏ lại được hơn đó là giấy bìa cứ lấy cho hàng.